suốt xe quá đúng không? Không, mặc về chiều. Trong cái chiều đó. Ôi, ai số? Đây ai số? Giang đây đó chị, nấu mà chiên. Đồ con khỉ nó qua hết. Ê quý cơ. Phía đâu, phía đâu? Thế thành như này. Ê, phản công. Tao dính đâu? Con khỉ nó căng hết đó. Ôi dồi ôi. Bạn đã có khi nào gấp tí về chập mỏ không? Bây giờ lo đá chứ đứng. Chị nó chạy chứ. Đây nè, lui về nhận bóng. Chết giò. Ờ quá. Thiện hay thiện. Bên đó con mình thằng thằng khỉ mà nó bị hết mấy ông làm cái gì? Ông giò vậy mà ông kia cũng hay lắm. Ổn quá, Giang mở ra. Anh đâu, Giang lên. Giang lên. Đang đi. Đã chết đi đâu. Hí là mỏ ní luôn. Cần hai, anh cần hai. Ông giờ dở quá. Giang chiền banh thẳng thẳng nha, chiền gì quẹt quẹt vậy?
Đào hết đường. Gỡ đi. Thời gian còn dài. Chừng nào Giang nó bên Giang gửi hồ là chung kết. Hồ đến miền Tây hả? Ừ. Sáng chiều đoạn Giang gửi gác nhiều ớ. Ông có giò ông chiền mà ông không biết ai hết trời. Mình giá bộ nhé mấy đồng đội một cái mình chiền chứ. Hiết bỏ ông Thành đấy. Đâu hất mạnh khỉ vô. Khỉ mà nhảy vào kẹp thằng Phước là nó biệt đầu rồi. Rau 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 rau. Từ từ. Từ 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 từ. Đó. Đó, hít ra biết. Biết. Khỉ nó đá cho em sao biết. Sao biết nấu. Còn xéo cái ha. Đội ông cá giò, ông Giang với ông cá giò giữa nhất. Vào. Còn 5 cái. Còn 5 cái. Cửa đi. Chết mông rồi. Chết mông rồi. Giang đường cảnh đá, Giang đá ai đốt? Ê, ê, ê hết ai ai cho thế con? Qua hết phà đây chứ. Nhị nhị thâu. Bánh nhị nhị thâu. Đó rồi, thời gian còn tới 20 phút lận á. Ờ. Thời gian còn gần 20 phút đó mấy ông nậu. Còn mấy cái? Rồi. Bên Giang tận dụng à anh á. Các bạn đây lên. Ôi dồi. Con nó tí ra đi hư xăng hết rồi. Trời ơi, tiền đạo hết đường. Đã nhìn nhị làm rầm gốm mới tỏ. Hiết, cho anh Hiết đâu? Chạy đâu? Bấm chết đâu có cho qua liền qua nửa sân mà ai cho đá qua nửa sân. Hiểu không? Giờ kịp thế nhỉ? Vào. Bóng chết là không cho bóng liền qua nửa sân mà đây nó đá qua nửa sân đâu tính con. Còn mấy cái? Cậu ơi gửi đi. Thời gian dài lắm. Mà chút vô vào à khởi. Thành nhí luôn hết. Ồ ồ ồ. Rau rau bên ảnh rau rau rau. Bên ảnh rau. Rau 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 tiêu đâu. Biên sinh nhập đi sao đâu. Ờ, dám cuốn vào. Vinh sinh nhật bị sao đâu. Bình thường, còn 6 cái, bình thường. Gì?
Ờ à, ngon, còn mấy cái? Một tay. Còn mấy cái nữa? Còn xéo giờ chứ? Sao đơn giản vậy mày? Vậy mà khỉ nó cần hết chợ. Còn mấy cây? Mày đi ra đây đâu mà kia ra. Mày đi chưa? Đi đâu vậy? Đi, 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 đi mạnh khỉ vô. Nó banh bọn khỉ quá mà làm gì? Tao chỉ cho mày. Ờ cái vô. Vào. Còn xéo cái. Về đó lên này nó đá kia này nó. Giờ hay á, giờ bây giờ hay rồi á. Còn mấy cái xéo cái ấy. Đó đi. Rồi, biên biên khỉ là hết đường. Thì nghe anh kêu anh đeo chừng vậy mà anh cũng hàm vô sợ. Ồ. Đá bành đá mà lên nói không sợ. Trời ơi, từ từ nói chuyện chứ. Có một cảnh nữa mà mình anh đá không lại thôi hết được đâu. Ơ, à, biến sinh nhật. Biến sinh nhật. Nhật này lừa ghê đó. Đáp giang. Rồi gái. Ờ. Tiếng em đá sao không dúng cà nhắc vậy không? Hậu ăn khỉ tối nay là mưa gió luôn. Thủ gì mà đâu ý sinh ra sân đó. Lấy cái giày nó cuốn vô người kia. Cuốn cái giày nó cuốn vô người ơi. Trộn giò gỡ rồi chứ. Còn lâu. Ờ ừ, tiện đây hay chứ bây. Nhanh đi, nhanh đi. Vào. Còn chín cái gỡ được á, thời gian dài lắm. Còn như cũng đi không? Trời lâu. Ha ha ha.
Bây giờ đội Giang lội ngược vào một y bài á. Rau bị đâm rau, nó bị đâm rau. Con gà bị đâm là bị thua liên tiếp. Gỡ đi. Bình à, bình bình tay. Ờ, số 10 nó đá nên nhẹ lên đó. Thôi thôi. Con công, con công. Đúng rồi. Không có bon. Anh hít lưu về chứ. Giang chưa? Hít lưu về cho con khỉ nó bỉ qua nó để nhị vô. Thành này. Như nếu uống nước thì sốc hồng cho. Ừ, các bạn uống nước qua sốc hồng nhé. Không nào. Đó đi. Dùng ra đi. Đâu? Trời. Rồi anh đâu? Đâu không? Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Bên. Oh. Ông kia sao chạy nhanh nhanh vậy? Đá mà bọn khỉ quá mà làm gì? Khỉ con tim. Thôi ơi, thằng hiếc liều mạng. Giang kia. Anh. Ờ. Hết được. Bọn mau mau trước lại đeo nấu. Ờ Giang đi đeo tôi tàu cho không? Ừ. Hại à. Sát vô đó y. Ờ hơn hy nè hy mấy. Hy nè quá. Giang mở rộng ra cho chuyện. Tối nay anh dò anh bị sao á? Anh thiếu trà sữa hay sao á? Chờ bên đây nó về cô với tớ. Trân Thành làm gì vậy? Thế anh gần Thành vô bắt gần. Ê anh bị sốc không ê? Đứng dậy. Đứng dậy nó mới khỏi. Thế ngư nè cu. Cu thế ngư cu. Thế ngư. Thiên Thành này, Thiên Thành này đâu, vô đi. Thiên Thành. Rồi thằng đấy Thiên Thành được. Cầu thủ bị đeo ý. Đâu
Ê, nó ỉ trong quần sao thúi quạng vậy? Rồi sao mà ngồi đây thúi? Ê, Thiện ra ngoài đứng nè cả giò. Ra đứng ngoài khỏi vòng đâu, ra ngoài vòng đâu. Nên hê, hi hê ghê bây. Cái giò mà nè không lại ngàn khỉ. Đầu quân hi nè hê dữ. Cái giò nó kêu nè nó hê lắm mà. Đá về mà thằng quân nó ngủ luôn mà nó không thèm đá mà. Đâu giò nó dở dữ. Anh giò hôm chén uống trà sữa sao á? Gần. Chụp hết luôn. Ê. Đi vô. Ê. Chồng. Ô, nó đụng tao. Đụng tao. Em chụp cái nó coi. Tao không nhé. Tao không.